Thưa quý vị và các đồng chí, chương trình quốc phòng toàn dân thành phố Hồ Chí Minh xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Xin hân hạnh gặp lại quý vị khán giả với người dẫn chương trình, diễn viên điện ảnh. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Kim Tự Tháp của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin giới thiệu vị khách mời đầu tiên, đó là người mẫu Thu Phương. Xin chào bạn. Lời đầu tiên xin cảm ơn Thu Phương đã đến với chương trình của chúng tôi. Có lẽ là câu hỏi thăm là Thu Phương hiện nay công việc như thế nào ạ? Dạ, công việc người mẫu em vẫn ổn, vẫn nhiều show. Vẫn nhiều show, vậy là tốt lắm rồi. Có tham gia những lĩnh vực khác như là các bạn khác không? Dạ, không, em thì nghiêng, em hiện đang làm cho công ty T-Square Media. Bạn làm bộ phận nào? Dạ, Casting Manager. Tức là trưởng phòng lo về tuyển các người mẫu để làm quảng cáo hay sao ạ? Dạ, đúng rồi ạ. Không làm người mẫu thì sao mà đi làm nhân viên vậy? Dạ, cái đó nó cũng ổn định hơn, anh tìm đường cho sau này rút lui để các em trẻ hơn lên thì không có show nữa thì về làm công ty thì tự ứng cử mình vô. Tháng nào lãnh lương nó cũng chắc ăn hơn. Dạ. Nhiều khi mình đi diễn thì tháng có tháng không phải không? Dạ. Công việc có vất vả không bạn? Dạ không, thì công việc nó cũng lấy kinh nghiệm từ người mẫu ra là chính. Dạ. Thì mình cũng từng làm người mẫu, mình cũng biết cái tâm lý khách hàng người ta chọn người mẫu như thế nào thì nó cũng giúp cho công việc em nhiều. Tức là bây giờ mình đã từng trải qua người mẫu rồi, cũng đã tham gia rất là nhiều show quảng cáo rồi phải không? Dạ. Cho nên đó cũng là một công việc rất là thú vị. Dạ. Như vậy là coi như là hôm nay là mọi việc đều là như dự định của mình hết phải không? Dạ. Thời gian rảnh rỗi bạn làm gì? Dạ, thời gian rảnh rỗi thì đi chơi bowling với mấy bạn đồng nghiệp. Rồi hoặc là đi nhà xem tivi, xem chương trình Kim Tự Tháp. Có xem nhiều không? Dạ có. Có chơi thử qua truyền hình không? Dạ có. Điểm cao không? Cũng cỡ 6-7 điểm. 6-7 điểm. 6-7 điểm cho cả 3 dòng, 3 chủ đề hay là chỉ 6-7 điểm cho một chủ đề? Chính xác, cả 3 chủ đề. Hết luôn mà có 6-7 điểm thôi hả? Nói chứ nhiều khi mình dự đoán qua truyền hình cũng không có chính xác lắm. Bây giờ ngồi đây có người bạn đồng nghiệp với mình giúp đỡ, mình sẽ ghi điểm cao hơn. Dạ. Người đầu tiên sẽ hỗ trợ cho Thu Phương đó là bạn Nhật Trường. Bây giờ thì Thu Phương có đồng quen mở đi. Và vị khách mời thứ hai là một nam ca sĩ trẻ, đó là ca sĩ Khang Luân. Chào bạn. Nói đến ca sĩ trẻ thì câu hỏi đầu tiên chắc hỏi ra album gì rồi? Tháng 3 vừa rồi thì em có ra một album tên là Mr. Kill. Dạ. Mr. Kill có nghĩa là gì? Mr. Kill có nghĩa là một chàng trai dễ thương à. Mấy đứa bạn của em nó hay kêu cái tên em ở nhà cho nên em nghĩ nó cũng được, cho nên em quyết định lấy cái đó là từ đề album vol 1 của em. Chàng trai dễ thương, ý nói về mình đó phải không? Hiện nay Luân đang theo dòng nhạc trẻ chắc. Dạ. Tóc gì, cách trang phục gì là chắc là hip hop quá. Dạ, album của em mang đậm chất R&B, ballad nữa. Tức là phải sôi động. Dạ, sôi động. Chúc bạn thành công trên con đường của mình nha. Bây giờ xin giới thiệu với bạn người đồng đội đầu tiên của bạn ngày hôm nay, đó là bạn Lê Phương. Bây giờ Khang Luân hãy đến làm quen đi. Xin chào bạn. Tôi xin được chúc cho hai đội chơi ngày hôm nay, chúng ta sẽ mang đến chương trình một không khí rất là vui tươi. Và điều quan trọng nữa là chúng ta cố gắng lấy về càng nhiều điểm càng tốt. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Kim Tự Tháp có tất cả là 4 vòng thi, bao gồm 2 vòng thi khám phá Kim Tự Tháp và 2 vòng thi chinh phục Kim Tự Tháp. Chương trình của chúng ta được sự tài trợ của nhãn hàng Kayla. Bây giờ vòng thi đầu tiên xin phép được bắt đầu. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng 1 của chương trình mang tên Khám phá Kim Tự Tháp. Ở vòng này có 6 chủ đề. Sau đây là nội dung của 6 chủ đề. Mưa trên biển, một thời đã xa.
33, quê em Bến Tre. Chủ đề thứ tư, bước chân thiên thần. Và chủ đề thứ năm, khóc cho vơi. Chủ đề cuối cùng, rèn luyện thân thể. Các bạn thân mến, người gợi ý sẽ ngồi trước màn hình vi tính và các đáp án lần lượt được thể hiện. Bạn hãy dùng những từ ngữ, lời nói hay bất cứ hành động nào để diễn đạt cho người đối diện có thể hiểu từ mà bạn muốn nói. Xin lưu ý tất cả sự diễn đạt này không được có từ nào trùng với từ có trong đáp án. Nếu vi phạm, các bạn sẽ nghe một tín hiệu và các bạn không được tính điểm cho đáp án đó. Các bạn có 30 giây để diễn đạt 7 đáp án. Một đáp án trả lời đúng được 1 điểm. 1 điểm tương đương giá trị tiền thưởng là 100.000 đồng. Sau đây mời bạn Thu Phương được lựa chọn chủ đề đầu tiên. Rèn luyện thân thể. Gợi ý của chủ đề này như sau. Trong nhà thi đấu thể thao. Bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Cái bóng. Đèn. Cầu thủ sút banh vô. Khung thành. Người ta ngồi xem ở khán đài. Cái chỗ mà mình ngồi vô đó mình thảo luận với nhau này kia. Phòng họp. Cái đồ mà để ghi mấy cái viết cái bảng. Bảng điểm. Ừ. Cái chỗ mà để đi lên từng cầu thang. À, cái đồ mà để lỡ rồi, không có rút lời lại được đâu. Nhưng mà xin chúc mừng đội của Thu Vương được 6 điểm ngay ở chủ đề đầu tiên là một số điểm rất cao. Xin chúc mừng đội của bạn. Chủ đề thứ hai dành cho đội của bạn Khang luôn. Mời bạn. Em chọn mưa trên biển vắng anh. Mưa trên biển vắng. Gợi ý của chủ đề này như sau. À, rất là lạ. Các loại mưa. À, mưa râm, mưa rào, mưa đá. Mưa râm là gì? Không phải mưa râm. Bây giờ hãy diễn tả các loại mưa đó mà thôi. Các bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Lớn. Rào. Ít hạt. Mưa râm. Ít hạt ngoài Hà Nội đó dặn. À, mưa phùn. Cái gì nổi đó bụp. Bóng bóng. Cái gì tháng 7. Mưa ngâu. Cái gì hôm qua đến hôm nay chưa hết. Mưa râm. Cái gì mà che. Mây đen. Hai chữ. Mây không chưa đủ mà phải là bóng mây. Chủ đề tiếp theo dành cho đội bạn Thu Phương. Ở chủ đề này thì bạn Nhật Trường sẽ là người gợi ý. Mời bạn chọn chủ đề. Em xin chọn chủ đề là quê em Bến Tre. Quê bạn ở đâu ạ? À? Dạ, quê em ở... Em sinh ra ở thành phố. Ở thành phố? Dạ. Quê Bến Tre, bạn đến Bến Tre bao giờ chưa? Dạ, Bến Tre em có đến rồi. Đến rồi ha. Dạ. Bây giờ chúng ta cùng xem gợi ý của chủ đề này như sau. Những món ăn có dùng nước dừa. Dừa là một trong những đặc sản của Bến Tre. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem là những món ăn có dùng nước dừa như là những món nào. Các bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Giống như lagu. Giống như lagu. Xương sa. Giống như lagu. Cà ri. Đúng rồi. Mùng 1 Tết mình hay nói kẹo, gì? Mứt dừa. Không, mùng 1 Tết mình bánh chưng. Thôi bỏ qua. Chấp kem. Bỏ qua. Cái gì ăn chay hay ăn á mà miếng màu vàng chiên lên á. Đậu hũ. Đúng rồi. Cái gì phèo hay còn gọi là gì nữa? Phèo hay lấu. Đúng rồi. Gất nè. Rồi mứt. Đậu xanh. Xôi đó. Xôi phải không? Dạ. Xôi. Chúng ta đến với chủ đề thứ hai dành cho đội của bạn Khang Luân. Ở chủ đề này bạn Lê Phương sẽ là người gợi ý. Mời bạn chọn chủ đề. Em chọn chủ đề bước chân thiên thần. Bước chân thiên thần. Đây là chủ đề có điểm mù. Gợi ý của chủ đề này như sau. Những điệu nhảy sôi động được giới trẻ ưa thích. Thì tiếng đạt. Này có thể để bạn tiếng đạt là hip hop. Khang Luân sẽ đoán phải không ạ? Em này là gì? Chà nữa đó. Rồi các bạn hãy chuẩn bị. Chúng ta có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Tiếng đạt. Hip hop. Nhảy trên này nhưng mà có hai từ em nói đó. Đen. Hai từ. R&B. Không. Vậy thôi bỏ qua. Giống như quảng cáo nước cam á, nước cam mà một từ thôi, từ đầu tiên. Twist.
À đúng rồi. Bỏ qua. Bỏ qua luôn. Em đi. Samba và bebop. Đó là những điều nhảy bebop thì nó gần gần giống như cha 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 vậy, nhưng mà nó hơi khác hơn một chút, sôi động hơn nữa. Chúng ta đã trải qua 4 chủ đề đầu tiên và số điểm hiện nay của hai đội như sau: đội của bạn Thu Phương được 9 điểm và đội của bạn Khang Luân 7 điểm. Xin chúc mừng cả hai đội. Chủ đề thứ 5 dành cho đội bạn Khang Luân. Em chọn khóc cho vơi đi. Khóc cho vơi. Gợi ý của chủ đề này như sau: những điều khiến người ta rơi nước mắt. Sở trường rồi ha. Các bạn đã chuẩn bị chưa? Cô đơn nè, tuổi thân. Các bạn có 30 giây. Tuổi thân. 30 giây. Dạ. Bắt đầu. Buồn. Vui. Sợ. Ăn ớt. Cay. Đóng phim. Đóng phim. Xúc động. Chia tay. Cái gì danh mắt. Bụi. Cái gì cạo. Ngứa. Cạo cái gì dùng để cạo. Xin chúc mừng đội bạn Khang Lưng. Mặc dù bạn Khang Lưng rất là ít lời, nhưng mà bạn Lê Phương hiểu hết á. Chỉ có dầu gió chút xíu thôi, đau bệnh chút xíu thôi, phải không? Nói ra thẳng ra đi, chứ là đi ấp ấp mở mở người ta không hiểu. Dầu gió. Nãy giờ mới sức được. Cạo không biết. Chủ đề cuối cùng, một thời đã xa. Gợi ý của chủ đề này như sau: những trạng thái tâm lý thường biểu hiện ở người cao tuổi. Nào thì chúng ta hãy cùng diễn tả thì coi những trạng thái tâm lý thường biểu hiện ở người cao tuổi như thế nào. Các bạn có 30 giây. 30 giây. Bắt đầu. Nghĩ cái gì đó mà không đạt được. Ước vọng. Lào. Cho qua. Một mình. Cô đơn. Bị người ta đối xử tệ quá, cảm thấy tủi thân. Người ta nói sai cho mình la lớn lên. Tức, bực bội. Cho qua. Không chịu đâu. Con gái hay nhũng nhẽo. Con gái hay làm gì với con trai? Nũng nịu. À đúng, giống như bạn nói, nhiều khi tuổi trẻ cũng không hiểu được tuổi tụi mình, phải không? Cái đó là gì vậy? Giỏi. Các bạn đã trải qua tất cả là 6 chủ đề. Gì và chúng ta cũng nhận thấy rằng ở những chủ đề đầu tiên các bạn đã ghi được số điểm cũng tương đối. Cho nên hình như càng về những chủ đề sau chúng ta gặp một số rắc rối. Và hiện nay số điểm của hai đội như sau: đội của bạn Thu Phương được 11 điểm và đội bạn Khang Luân 13 điểm. Tiếp tục bước vào vòng thi thứ hai. Vui quá. Yeah. Chúc mừng bạn. Cảm ơn anh. Cảm ơn bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng thi thứ hai của chương trình mang tên Chinh Phục Kim Tự Tháp. Xin được chúc mừng bạn Khang Luân và bạn Lê Phương đã bước vào vòng thi này. Đây là một may mắn, phải không ạ? Mặc dù bạn Thu Phương và bạn Nhật Trường cũng cố gắng lắm, nhưng mà do là chúng ta những điều may mắn, chúng ta được may mắn hơn. Biết đâu rằng hy vọng rằng sự may mắn đó sẽ đến với vòng thi này nữa. Nhiệm vụ của vòng này thì các bạn hơi khó khăn một chút. Các bạn phải trả lời tất cả là 6 chủ đề trong khoảng thời gian 60 giây. Thứ tự trả lời từ trái sang phải, từ dưới lên trên. Nếu chủ đề nào khó các bạn có thể cho qua. Chúng ta chỉ có 60 giây trong 6 chủ đề. Như vậy thì mỗi chủ đề chúng ta chỉ có 10 giây mà thôi. Nếu cảm thấy quá 10 giây thì lập tức chúng ta sẽ trở qua chủ đề khác. Và ở vòng thi này bạn không được dùng tay để diễn tả. Hey, tôi giữ tay vào đây. Bạn Luân phải hết sức chú ý là không được phép dùng bất cứ câu nào để gợi ý. Bạn chỉ được gợi ý bằng những từ hoặc là những cụm từ, hay nói một cách khác đó là những câu không hoàn chỉnh. Bây giờ thì các bạn đã sẵn sàng rồi phải không? Không được rồi, cho bạn. Chúc hai bạn thành công. Cảm ơn anh. Chúng ta có 60 giây. 60 giây bắt đầu. Có thể con người. Ủa, xin cho em là tiếp tục à, bạn hãy tiếp tục. Hôm nãy nói á, hãy dùng từ hoặc cụm từ để liệt kê. Lớn.
Thọ. Gỗ. Sử gỗ. Gỗ. Lớn. Hãy liệt kê ở chủ đề thứ ba. Hãy cho qua. Qua. Quang Linh. Các ca sĩ nha. Các Quang. Cháu Hành. Thị Nở. Chú Phèo. Sư Tử. Kim Ngu. Thái Bạch. Các chùm sao. Các chùm sao là đúng rồi đó. Nhưng mà hết giờ rồi. Thấy không? Do mình rất là lúng túng ở những chủ đề đầu tiên tôi đã dặn rồi. Nếu mà quá 10 giây mà chúng ta không trả lời thì lập tức chúng ta cho qua ngay. Và không được nhắc nhở, không được dùng câu để gợi ý, chỉ được liệt kê mà thôi, chứ không phải như hồi nãy tôi nói đó. Cái mà chúng ta nói đó là coi như là câu gợi ý rồi, chỉ được dùng từ hoặc là cụm từ hay là những câu không hoàn chỉnh thôi. Rút kinh nghiệm cho vòng sau, phải không ạ? Các bạn đã ghi được 600 điểm, tương ứng giá trị tiền thưởng là 600.000 đồng. Chúc mừng hai bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với phần thi dành cho khán giả đang theo dõi chương trình Kim Tự Tháp. Chúng ta sẽ có cơ hội nhận những phần quà Giáng sinh của nhà tài trợ Kayla nếu quý vị trả lời đúng hai câu hỏi của chương trình. Câu hỏi số 1 có nội dung như sau: trong chương trình phát sóng tuần trước, xin cho biết tên của hai vị khách mời. Và câu hỏi số 2: một trong hai vị khách mời đó, ai có số điểm cao hơn? 5 phần quà đang chờ đón quý vị nếu trả lời đúng và sớm nhất. Vui lòng gửi câu trả lời về địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Minh Việt, số 99107 đường Bạch Vân, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngoài bì thư nhớ ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại người gửi và ghi tên chương trình Kim Tự Tháp. Xin chúc cho quý vị và các bạn may mắn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với lần thi thứ hai của phần thi khám phá Kim Tự Tháp. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi 6 chủ đề. Chủ đề thứ nhất, tham nhũng. Chủ đề thứ hai, thủ trưởng. Chủ đề thứ ba, xây cho nhuyễn. Chủ đề thứ tư, chim có tổ, người có tông. Chủ đề thứ năm, kinh đô ánh sáng. Và chủ đề thứ sáu, hoành tráng. Tất cả những quy định của vòng thi này vẫn không có gì thay đổi so với vòng thi trước kia. Và bây giờ thì các thành viên của hai đội đã hoán đổi vị trí cho nhau. Bạn Lê Phương lúc này là một thành viên mới của đội bạn Thu Phương. Và bạn Nhật Trường là một đồng đội của bạn Khang Luân. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề đầu tiên. Mời đội bạn Thu Phương. Hoành tráng. Hoành tráng. Đầu tiên phải cho hoành tráng. Đây là chủ đề có điểm thưởng, tức là chủ đề may mắn nhất trong 6 chủ đề. Gợi ý của chủ đề này như sau: những điều người ta có thể thấy trong phim lịch sử. Dạ, đao kiếm, quân lính, vua chúa. Các bạn có 30 giây. 30 giây, bắt đầu. Cái tòa nhà kinh đô, gì? Qua. Người mà có quyền nhất trong một nước. Vua. Vua ngồi ở đâu? Ngai vàng. Vợ của vua. Hoàng hậu. Elizabeth. Nữ hoàng. Con của vua. Hoàng tử. Gái. Công chúa. Cái chỗ mà để chiến đấu giữa các nước với nhau á. Chiến trường. Cái thành á. Bảo quan. Đó là pháo đài. Chủ đề đầu tiên dành cho đội bạn Khang Luân. Mời các bạn chọn chủ đề. Em chọn chim có tổ, người có tông. Chim có tổ, người có tông. Gợi ý của chủ đề này như sau: là quả. Những con vật hay làm tổ. Bạn có 30 giây. 30 giây, bắt đầu. Bảo quan. Con gì chích đau? Ong. Con gì đi theo hàng? Kiến. Con gì ta hay nuôi trong nhà? Chó. Mèo. Con gì nuôi là có tiền á? Thôi bỏ qua.
Con gì thành tổ người ta hay ăn bỏ? Ong. Tổ, tổ gì người ta ăn bỏ mắc tiền á? Yến. Con gì đen? Quả. Chủ đề tiếp theo dành cho đội bạn Thu Phương. Ở chủ đề này thì bạn Lê Phương sẽ là người gợi ý. Em chọn chủ đề xây cho nhuyễn. Xây cho nhuyễn. Gợi ý của chủ đề này như sau: những thức ăn có sử dụng thịt bầm. Mì spaghetti nè. Đậu là gì? Rồi gì nữa? Hamburger. Bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Bít xăng á. Bít xăng là tiếng là gì? Chả lụa. Không, không, đúng từ đầu rồi mà từ sau khác. Chả giò. Đúng rồi. Trung Quốc hay ăn cái gì? Ăn cái cháo trắng á. Nó tròn tròn màu trắng này. Bánh bao. Đúng rồi. Giống cái bỏ qua. Người miền Tây á, miền Tây ăn cái gì, màu chua hoặc là gì đó. Nem. Đúng rồi. Vậy nè, từng lớp một lớp một vậy nè. Hai từ. Hơi bị rối một chút phải không? Cái này là thịt bầm này nó nhuyễn quá cho nên là nó hơi khó. Cái này. Chủ đề tiếp theo dành cho đội bạn Khang Luân. Em xin chọn chủ đề tham nhũng. Tham nhũng. Căng thẳng vậy đó ha. Gợi ý của chủ đề này như sau: những điều liên quan đến tòa án. Tham nhũng thì thế nào cũng đến tòa án thôi, phải không bạn? Bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Đến tòa để làm gì? Xét xử. Đúng rồi. Trước khi xét xử gọi là gì? Sơ thẩm. Đúng rồi. Bỏ qua. Bỏ qua. Nơi mà bị cáo đứng gọi là gì? Phạch bóng ngựa. Đúng rồi. Người ta có một cái hồ sơ về tội gọi là cái gì? Bản án. Đúng rồi. Người mà cãi. Luật sư. Đúng rồi. Chống lại không cho kiện gọi là gì? Kháng cáo. Các bạn đã trải qua 4 chủ đề. Số điểm hiện nay của hai đội như sau: đội của bạn Thu Phương được 7 điểm và đội của bạn Khang Luân 9 điểm. Xin chúc mừng cả hai đội. Bây giờ chủ đề thứ 5 dành cho đội bạn Thu Phương. Chọn chủ đề thủ trưởng. Thủ trưởng. Gợi ý của chủ đề này như sau: những từ có chữ đầu. Tức là trong đáp án của chúng ta phải có một chữ đầu. Các bạn lưu ý. Các bạn có 30 giây. Ví dụ 30 giây bắt đầu. Anh mới nói 30 giây đầu. Bắt hai chữ bắt đầu. Em làm văn á, cái phần ở đầu phần bài. Vô được đầu bài. Mình bỏ tiền vô một cái chỗ nào đó để tích trữ. Đầu tư. Cái gì tích trữ? Bỏ qua. Cái mà đi học, cái gì mà bắt? Bỏ qua. Hồi nãy em nói á, bỏ tiền vô để tích đầu trữ. Đầu tư. Gì đó mà hết 30 giây rồi sao nữa. Đầu tư phải không? Cái gì đầu cơ thì nó khác với nhau. Đầu cơ tích trữ, phải quay lại. Chủ đề cuối cùng là kinh đô ánh sáng. Nơi nào được mệnh danh là kinh đô ánh sáng? Bạn Nhật Trường hả? Dạ, là Paris ạ. Đúng rồi, kinh thành Paris, phải không ạ? Kinh đô ánh sáng. London như Paris. Bây giờ chúng ta không biết là có liên quan gì đến kinh thành Paris hay không. Gợi ý của chủ đề này như sau: nước Pháp. Đúng rồi. Bạn Nhật Trường, bạn đã đi đến nước Pháp chưa? Dạ chưa, nhưng mà em có ước mơ là sẽ được đến Pháp. Bạn hãy nhớ lại xem người ta nói về nước Pháp thì nhắc đến nước Pháp người ta nhắc đến những địa danh nào hoặc là những nhân vật lịch sử nào có thể có trong đáp án này. Các bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Cái mà cao Eiffel. Hai từ tháp Eiffel. Đúng rồi. Bỏ qua. Cái gì mà ở ngoài đường gần Diamond đó, gần Diamond mà để bên đảo Chúa đó. Đức Bà. Bốn từ tượng Đức Bà. Nguyên một cái tòa nhà Đức Bà. Gọi là cái gì? Qua đi. Nói lại từ đó đi. Tượng qua. Cái quần áo gọi là gì? Thời trang. Đúng rồi. Xịt nước hoa. Đúng rồi. Con nhà thờ Đức Bà.
Như vậy là chúng ta cũng đã mất khá nhiều thời gian ở đáp án nhà thờ Đức Bà, cho nên các bạn không có cơ hội để trả lời những đáp án sau nữa, các bạn thấy không? Các bạn đã trải qua 6 chủ đề của vòng thi này và số điểm hiện nay của hai đội như sau. Bạn Thu Phương được 9 điểm và bạn Khang Luân một lần nữa tiếp tục bước vào vòng thi công với số điểm là 12 điểm. Chúc mừng bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng thi cuối cùng của chương trình mang tên Chinh Phục Kim Tự Tháp. Gặp lại một lần nữa ha. Lần này chắc có kinh nghiệm hơn lần hồi nãy rồi phải không? Nhớ rồi. Không được dùng những cái câu gì mà nó dài quá, 3-4 từ dễ rơi vào trường hợp nó gợi ý lắm. Mà màn hình vừa mở lên thì đó là đáp án. Chúng ta tránh những từ nào có trên màn hình. Còn nhiệm vụ của bạn Nhật Trường thì bạn đưa ra nhiều đáp án vô. Đưa ra liên tục, đưa ra thì nào mỏi mệt thôi, phải không ạ? Mà không được dùng ta để diễn tả. Cố gắng lên nha, đây là mỗi người đáng lẽ người ta chỉ có một cơ hội thôi, còn riêng đối với bạn là hai lần, hai cơ hội. Không biết cái điều này có làm cho bạn Thu Phương có kiện cáo gì không đây? Hết sức tiết kiệm thời gian, mỗi một chủ đề chỉ có 10 giây mà thôi. Nếu quá 6-7 giây rồi mà vẫn chưa tìm ra đáp án thì lập tức mở ra đi. Biết đâu chừng những chủ đề phía sau này nó dễ thì sao? Bây giờ các hai bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Rồi em sẵn sàng rồi. Hứa với tôi là không có gợi ý nha. Dạ. Chúc hai bạn thành công ha. Dạ cảm ơn. Chúng ta có 60 giây. 60 giây bắt đầu. Kim chích. Ma túy. Kim chích y tá. Kim chích bệnh viện. Bác sĩ. Đá. Đá. Có bỏ qua đi. Sừng. Qua. Bỏ qua. Viết, bút, giấy. Dụng cụ học tập. Dụng cụ văn phòng. Lớn. Văn phòng phẩm. Lớn. Trường học. Lớp học. Đăng báo công an. Ê công an. Báo chí. Lớn. Nhà báo. Lớn. Tòa soạn. Giấy. Viết. Văn phòng. Bỏ qua. Đi đâu? Bạn định đi đâu? Nói cho tôi biết bạn định đi đâu. Không có đi đâu hết phải không? Ngồi đây đâu có đi đâu được, bị cột hai tay rồi mà đi đâu? Ý muốn nói đi du lịch phải không? Nhưng mà không có nói được. Không nói được nên lời. Cái kia là gì anh? Có thể là giấy bút là gì? Có thể là bạn Luân chúng ta hơi bị áp lực vì sợ bị trùng từ có trên đây, rồi nào là sợ bị gợi ý, rồi bị thời gian phải không được quá 10 giây. Ôi, khi bắt đầu cuộc thi mà quá nhiều cái sợ trong đầu cho nên cuối cùng không trả lời được gì hết. Thì nó hết sức bình thường. Không sao, rút kinh nghiệm. Nhiều khi ta thi mấy vòng ta mới rút kinh nghiệm được nữa. Thấy không ạ? Thôi, coi như coi vòng này thi cho nó vui thôi. Thấy không ạ? Và sau đây xin mời hai bạn Thu Phương và bạn Lê Phương cùng bước lên sân khấu với chúng tôi. Bạn Thu Phương chưa có được ngồi chọn chiếc ghế này lần nào hết phải không? Lần sau. Mà đứng trên đây thấy đây nó cao hơn dưới kia. Bạn có giải đáp được ô chữ nào ở đây không? Dạ có cái du lịch. Có cái du lịch. Với cái tòa soạn báo. Tòa soạn báo. Lúc đầu thì bạn đã liệt kê cũng rất là khá chính xác, nhưng mà quên nói thêm một vài tên của một tờ báo thôi. Ví dụ như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Trụ Sở, đúng không? Trẻ. Rồi bạn có nói là giấy bút chỗ ngồi, mà một lát nữa mình mới nhận ra được đó là tòa soạn báo thì cũng muộn màng rồi. Tại vì mình đã vi phạm nội quy. Rồi du lịch. Ví dụ như là Đà Lạt, Vũng Tàu, Nha Trang, hoặc là đi nước này nước nọ, vân vân, thì đó là du lịch. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng nhìn lại số điểm của mỗi thành viên như sau. Trước tiên đó là bạn Thu Phương với số điểm là 1.000 điểm, tương ứng giá trị tiền thưởng là 1 triệu đồng. Chúc mừng bạn.
Và bạn Nhật Cường 1150 điểm, 1.150.000 đồng. Chúc mừng bạn. Bạn Lê Phương với số điểm là 1.400 điểm, 1.400.000 đồng. Và cuối cùng đó là bạn Khang Luân 1.550 điểm, 1.550.000 đồng. Chúc mừng bạn. Chưa hết đâu, ngoài ra các bạn còn nhận thêm những phần quà của nhà tài trợ Kayla. Đây là bộ sữa bằng trắng da của Kayla. Và xin cảm ơn các bạn đã đến với chương trình của chúng tôi. Xin chúc cho các bạn nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Kim Tự Tháp đến đây là kết thúc. Chương trình được sự tài trợ của nhãn hàng Kayla. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Vị khách mời đầu tiên là nữ ca sĩ Đông Đào. Xin chào chị Đông Đào. Và vị khách mời thứ hai là nam ca sĩ Thanh Sử. Máy bay. Di dân độc lập. Xe tăng. Trên nước. Hải quân. Đứng xác. Đặc công. Được 10 điểm, xin chúc mừng cả hai đội. Xin chào.